Con xin kính chào quý cha, quý sư, quý phê và quý anh chị. Ngày 14 tháng 7 năm 2024 là Chủ nhật thứ 15 mùa thường niên, Quinzième dimanche du temps ordinaire. Và sau đây con xin gửi tới tất cả quý cha, quý sư, quý phê và quý anh chị bài chia sẻ của trang mạng Quoxilos.ca của Canada. Jésus se mit à les envoyer en mission deux par deux. Chúa Giêsu bắt đầu gửi họ đi sứ vụ đi từng hai người một. Dès le début de sa vie publique, le Seigneur choisit des collaborateurs. Chữ đè này là ngay từ khi, ngay lập tức, ngay từ khi bắt đầu sống cuộc đời công khai, thì Chúa Giêsu đã chọn những cộng tác viên. Dieu a confiance en nous, và Thiên Chúa có sự tin tưởng nơi chúng ta. Il nous invite à travailler avec lui. Động từ inviter đi với giấy từ à. Invite quelqu'un avec quelque chose. Ngài mời gọi chúng ta làm việc cùng với Ngài. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, les gens que Dieu appelle sont des gens ordinaires comme vous et moi. Trong Cựu Ước cũng như là trong Tân Ước, những người mà Thiên Chúa đã gọi thì đều là những con người bình thường, giống như anh chị em và giống như tôi. Amos était fermier. Ngôn sứ Amos là một người chủ trang trại. Pierre, un pêcheur de métier. Pierre là một ngư phủ, nhà nghề. Matthieu, un comptable à la solde des Romains. À la solde là được trả lương bởi. Còn Matthieu thì là một người kế toán, được nhận tiền công bởi những người La Mã. Paul, un tisseur de tente. Và Paulo là một người dệt các cái lều. Danh từ tisseur thì có một danh từ tương đương là tisserand, là người dệt. Le Christ les invite d'abord à rester avec lui pendant quelques temps afin de recevoir une formation de base. Chúng ta lại gặp động từ inviter, inviter quelqu'un à faire quelque chose, động từ mời gọi đi với giới từ de. Trước hết, Chúa Kitô mời gọi các ông hãy ở lại với Ngài một thời gian nào đó để nhận được một cái sự đào tạo căn bản. Au début des évangiles, nous voyons des apôtres accompagner Dieu, Jésus dans ses pérégrinations. Danh từ pérégrination là một danh từ luôn luôn ở số nhiều, tức là những chuyến đi đi lại lại ở nhiều nơi. Và ở trong các phúc âm chúng ta thấy là các tông đồ luôn luôn đi kèm với Chúa Giêsu đi khắp nơi. Il les regarde agir, họ nhìn Chúa Giêsu hành động et reçoivent de lui un enseignement important. Và nhận từ người một cái sự giáo huấn quan trọng, une nouvelle façon de vivre, và nhận từ người một cái cách sống khác, một cách sống mới. Jésus les prépare à la mission, và Chúa Giêsu đang chuẩn bị họ đi vào trong sứ vụ. C'est le modèle que nous, les chrétiens, avons retenu à travers les siècles. Đó là cái khuôn mẫu mà chúng ta là những người Kitô hữu, chúng ta vẫn lưu giữ lại qua nhiều thế kỷ. Le jour du Seigneur, nous nous rassemblons autour de Jésus pour écouter sa parole et partager sa vie. Vào ngày của Chúa, tức là ngày Chủ nhật, chúng ta tụ họp quanh Chúa Giêsu để lắng nghe lời của Người và để chia sẻ cuộc sống của Người. Nous ensuite nous nous dispersons dans notre milieu de vie. Và sau đó chúng ta tản mát, mỗi người đi về trong cái môi trường sống của mình. Ở đây chúng ta có hai động từ phản thân, động từ se rassembler và động từ se disperser. Gốc của nó là ngoài động từ trực tiếp là rassembler, là tụ họp những cái gì lại, và bây giờ chúng ta tự tụ họp lại. Động từ disperser cũng như vậy, phân tán đi khắp nơi, và đây là trường hợp phản thân, chúng ta tản mát đi khắp nơi, đi về các môi trường sống của chúng ta. À la fin de la célébration, nous sommes envoyés dans notre famille, dans notre milieu de travail. Allez dans la paix du Christ. Gratuitement, vous avez reçu, donné gratuitement. Và sau thánh lễ, chúng ta được sai đi về gia đình của chúng ta, đi về trong môi trường làm việc của chúng ta. Anh em hãy ra đi trong bình an của Chúa Kitô. Anh em đã nhận một cách nhưng không, thì anh em cũng hãy trao ban một cách nhưng không. En lisant l'évangile, nous constatons que Jésus ne fait pas de recommandations sur le contenu doctrinal de sa mission. Doctrina là tính từ của doctrine. Doctrine là học thuyết, là một giáo thuyết. Khi đọc tin mừng thì chúng ta nhận thấy rằng Chúa Giêsu không đưa ra những lời căn dặn về nội dung giáo thuyết,
về sứ vụ. Il ne dit pas à ses apôtres ce qu'il doit prêcher. Người không nói với các môn tông đồ của Ngài cái điều mà họ phải rao giảng. Mais il entre dans les détails pour leur dire ce qu'ils doivent être. Nhưng mà Chúa Giêsu đã giọng rất chi tiết là họ phải trở nên những người như thế nào. Hai chấm, và chúng ta thấy đây là cái cách mà Chúa Giêsu dặn các môn đệ phải sống như thế nào. Des voyageurs qui se déplacent avec peu de choses. Các ông phải là những cái người lữ hành di chuyển từ nơi này tới nơi kia mà không mang đi nhiều thứ. Qui profitent de l'hospitalité des gens. Và các ông phải là những người tận dụng cái sự tử tế, cái sự nhiệt tình, hiếu khách của người ta. Qui sont des promoteurs de paix et de réconciliation. Các ông phải là những người xúc tiến hòa bình và hòa giải. Qui accompagne les malades. Các ông phải là những người đồng hành với những người đau yếu, vân vân. Pour Jésus, le témoignage de vie est plus important que celui de la parole. Đối với Chúa Giêsu thì chứng tá bằng cuộc sống thì quan trọng hơn là làm chứng bằng lời nói. Il fait confiance à ses disciples, il croit en l'être humain, il a foi en nous, alors que nous doutons si souvent de lui. Động từ douter đi với giới từ de. Chúa Giêsu tin tưởng nơi chúng ta, Ngài tin nơi con người, trong khi và Ngài có cái đức tin, có niềm tin nơi chúng ta, trong khi chúng ta thì rất là hay nghi ngờ về người. Il a tellement confiance en nous, qui nous laisse libre d'agir comme bon nous semble dans l'œuvre de l'évangélisation. Trong công trình phúc âm hóa, đi rao giảng phúc âm, thì Chúa Giêsu đã có niềm tin nơi chúng ta cho đến nỗi mà, ở đây chúng ta thấy có telemark, người đã tin tưởng nơi chúng ta cho đến nỗi mà người để cho chúng ta được tự do làm việc theo như là chúng ta cảm thấy là tốt. Comme bon nous semble, comme bon nous semble là một cách nói. Chúng ta thấy tốt như thế nào thì chúng ta làm như vậy. Comme bon nous semble. Le Christ nous dit qu'à cause de chacun de nous, le monde peut devenir meilleur. Đức Kitô đã nói với chúng ta rằng nhờ chúng ta mà thế giới có thể trở nên tốt đẹp hơn. Il chassait beaucoup de démons, faisait des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissait. Họ đuổi những cái con quỷ, họ sức dầu lên những người đau ốm và chữa lành họ. Quels sont les démons de notre temps? Comment pouvons-nous améliorer le monde autour de nous? Và những cái con quỷ của thời đại ngày nay là như thế nào? Và làm sao chúng ta có thể làm cho thế giới xung quanh của chúng ta tốt lên? Le vocabulaire utilisé par le Christ dans l'Évangile est celui de son temps. Từ ngữ mà Đức Kitô dùng ở trong Kinh Thánh là từ ngữ của thời của người. Mais nous comprenons facilement que les disciples sont envoyés pour faire ce que Jésus lui-même a fait. Nhưng chúng ta có thể dễ dàng hiểu rằng các môn đệ của người được sai đi để thực hiện điều mà Chúa Giêsu đã làm. Le contenu de leur mission se résume dans les trois phrases suivantes. Và nội dung của sứ vụ của họ được tóm lại ở trong ba câu sau. Câu thứ nhất, annoncer le royaume, ce qui demande une conversion, une façon différente de vivre sa vie. Trước hết là chúng ta phải loan báo nước trời, và điều này đòi hỏi phải có sự hoán cải, đòi hỏi phải có một cái cách sống khác. Thứ hai, combattre le mal et chasser les démons qui nous empêchent de vivre librement. Động từ empêcher đi với giấy từ de, empêcher quelqu'un de faire quelque chose, ngăn trở, cản trở ai làm việc gì. Thứ hai là phải chiến đấu chống lại sự dữ và xua đuổi quỷ. Đó là những cái con quỷ nó cản trở chúng ta được sống tự do. Và thứ ba, agir en faveur de ceux et de celles qui souffrent et sont démunis afin d'améliorer leur qualité de vie. Hành động làm sao cho những người đang đau khổ, những người không thiếu thốn, không có gì cả, để mà có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Thứ nhất, nous convertir veut dire changer notre mentalité trop égoïste. Hoán cải có nghĩa là thay đổi cái tâm não của chúng ta mà chúng ta đang quá ích kỷ. Il faut savoir accepter nos responsabilités et essayer d'améliorer notre monde en évitant d'ajouter au mal et en aidant ceux et celles dans le besoin. Chúng ta phải biết chấp nhận những cái
trách nhiệm của chúng ta, và chúng ta phải biết làm sao cố gắng để làm sao cho thế giới được tốt hơn bằng cách tránh thêm vào những cái sự ác, và làm bằng cách giúp cho những người đang có sự thiếu thốn. Je disais dernièrement, un texte qui disait dernièrement, không phải là cuối cùng, là mới đây. Ở chỗ này chúng ta dịch là mới đây. Mới đây tôi đã đọc một cái bản văn nói như sau. Dernièrement. Aujourd'hui, dans tous les pays, nous nous plaignons de ne pas avoir assez d'argent pour les hôpitaux, la santé, les personnes âgées, l'éducation des jeunes, etc. Ngày hôm nay, trong tất cả các quốc gia, chúng ta đều phàn nàn là không có đủ tiền dành cho bệnh viện, dành cho sức khỏe, dành cho những người cao tuổi, dành cho việc giáo dục thế giới giới trẻ. Imaginez si les différentes nations pouvaient se convertir au lieu d'engloutir des sommes colossales dans la course aux armements, les guerres interminables, les jeux de hasard, les sports, l'alcool, la drogue. Các bạn hãy tưởng tượng xem nếu các quốc gia có thể hoán cải trở lại, thay vì ông hút tia là làm tiêu tan xài phí, và cái nghĩa đầu tiên là nuốt chửng, chúng ta cho cái gì vào miệng mà không có nhai mà nuốt chửng, gọi là ông hút tia. Ở đây chúng ta dùng nghĩa hình bóng, tức là làm tiêu tan xài phí. Chúng ta hãy tưởng tượng xem nếu các quốc gia hoán cải trở lại, thay vì tiêu pha những cái món tiền khổng lồ trong việc chạy đua vũ trang, la course aux armements, đầu từ arme tức là mang vũ khí vào cho mình, và danh từ là armement, la course là sự chạy đua, xuất phát từ động từ courier, chạy đua bằng chân hay chạy đua bằng ngựa hay là chạy đua bằng xe hơi, đua ô tô cũng là la course, tiêu pha những cái món tiền khổng lồ vào trong cuộc chạy đua vũ trang, vào trong những cuộc chiến tranh không ngơi ngứt, anh Tâm Minh áp là không bao giờ ngưng, vào trong những việc trò chơi đỏ đen, tức là đánh bài đánh bạc, les sports thể thao, alcohol là rượu, là khô và ma túy. Si une bonne partie de cet argent était consacré à l'éducation, à la recherche médicale, à l'édification de digues, de bâtiments antisismiques, à l'irrigation des déserts, à l'achèvement des marécages. Vậy chúng ta thấy động từ ở imparfait là một cái điều gì không có thật. Ta nói lên một cái giả thuyết. Nếu một phần trong cái tiền mà dùng cho chạy đua vũ trang, cho chiến tranh đó được dùng cho giáo dục, được dùng cho nghiên cứu y khoa, được dùng để xây những cái con đê, con đập và những cái tòa nhà chống lại động đất, được dùng để dẫn nước vào trong hoang mạc và làm khô những cái đầm lầy. Imaginez si on utilisait une partie de cet argent pour aider ceux et celles qui sont dans le besoin, cela changerait la face de la terre. Và nếu người ta dùng một phần những cái tiền đó để giúp những người đang thiếu thốn thì điều này sẽ thay đổi bộ mặt thế giới. Ở đây chúng ta thấy sau chữ si là imparfait, là một cái gì không có thật, và ở mệnh đề chính người ta dùng conditionnel present. Nếu người ta dùng một số tiền để chạy đua vũ trang, để ném vào trong các cuộc chiến để xây dựng, thì điều đó sẽ thay đổi bộ mặt trái đất. Nhưng mà thân ơi, chuyện đó không có thật. Đó là một cái giả thuyết mà thôi. Qua phần thứ hai là trừ quỷ. Chasser les démons aujourd'hui signifie aider les personnes seules et sans défense à se libérer de sa solitude, de la peur, de l'injustice, de la crainte, de la maladie. Ở trong này chúng ta thấy có cái cấu trúc động từ là aider quelqu'un à faire quelque chose. Trừ quỷ ngày hôm nay có nghĩa là giúp những người đang sống một mình và không có tự bảo vệ được. Làm công chuyện thứ nhất là tự giải phóng mình khỏi, a se libérer, dưới từ a này là đi với động từ aider quelqu'un, a giúp những người đang sống một mình và không có thể tự bảo vệ mình, thứ nhất là giải phóng, tự giải phóng mình ra khỏi sự cô độc, se libérer de, và ra khỏi sự sợ hãi, de la peur, ra khỏi sự bất công, de l'injustice, ra khỏi sự lo lắng, de la crainte, ra khỏi bệnh tật, de la maladie.
Ừ, như vậy chúng ta thấy động từ SD đi với giới từ A và se libérer de, và chúng ta có 1, de, 2, 3, 4, 5, tự giải phóng mình ra khỏi sự cô đơn, ra khỏi sự sợ hãi, ra khỏi bất công và ra khỏi bệnh tật. Savoir aussi nous libérer de la nicotine, de la vie d'alcool, du matérialisme qui tue la vie de famille, de l'addiction au jeu de hasard. Savoir dire lutter contre tous nos esclavages. Ở đây chúng ta lại gặp động từ se libérer nữa. Điều này có nghĩa tức là điều trừ quỷ, có nghĩa là tự giải phóng chúng ta ra khỏi chất nicotine tức là ma túy, khỏi cái việc lạm dụng rượu, rượu mạnh, ra khỏi cái chủ nghĩa duy vật đang giết chết cuộc sống gia đình và ra khỏi tình trạng nghiện ngập, de l'addiction, nghiện những cái trò chơi may rủi tức là cờ bạc á. Cela veut dire lutter contre tous nos esclavages, và điều này có nghĩa là chiến đấu chống lại. Ở đây lại có giới từ contre do bởi động từ lutter, chiến đấu chống lại tất cả những gì là nô lệ. Và phần thứ ba, guérir les malades, chữa lành những bệnh nhân. Il y a bien des façons de le faire, có nhiều cách để chữa lành bệnh nhân. Có thể là savoir aimer, biết cách yêu thương họ, accompagner, đồng hành với họ, encourager, khuyến khích họ, aider, giúp đỡ họ, pardonner, tha thứ cho họ. Je pense aux bénévoles dans les hôpitaux, aux gens qui visitent les malades, à ceux et à celles qui apportent la communion dans les résidences de personnes âgées, qui distribuent les repas de la popote roulante. Tôi đang nghĩ tới những thiện nguyện viên, giới tự A, tôi đang nghĩ tới những thiện nguyện viên ở trong các bệnh viện, tôi đang nghĩ tới những con người, aux gens, những con người đang thăm viếng bệnh nhân, tôi đang nghĩ tới những người đang mang mình Thánh Chúa cho tới cho những cái nhà hưu dưỡng và đang phân phát những bữa ăn từ thiện. La popote là cái bộ nồi niêu mang đi cắm trại, và nghĩa thứ hai là tổ chức nấu ăn từ thiện. Jésus envoie ses disciples deux par deux, car la mission est une aventure communautaire. Chúa Giêsu sai các môn đệ đi cứ từng hai người một, bởi vì sứ vụ là một cuộc phiêu lưu tập thể. Notre foi est enrichie par la foi des autres, par la foi de nos parents, de nos grands-parents, de nos amis. Đức tin của chúng ta thì được làm phong phú bởi đức tin của kẻ khác, bởi đức tin của ông bà, của cha mẹ, của bạn bè. Et notre foi contribue à la foi des autres. Và ngược lại, đức tin của chúng ta cũng đóng góp vào đức tin của kẻ khác. La première règle de l'apostolat, c'est de faire l'équipe. Nguyên tắc đầu tiên của công việc tông đồ đó là chúng ta làm việc tập thể. La vie fraternelle est déjà un symbole de l'amour. Và cuộc sống huynh đệ đó là biểu tượng của tình yêu. Voyez comme ils disaient les gens au sujet des premiers chrétiens. Người ta đã nói về các người tín hữu sự tiên khởi là này, hãy nhìn xem họ thương yêu nhau dường nào. Jésus nous envoie aujourd'hui comme il envoie ses apôtres. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng sai chúng ta đi giống như người đã sai các môn đệ của người. Il nous invite à évangéliser, à annoncer la bonne nouvelle, à combattre le mal et à venir en aide à ceux et celles qui souffrent. Ngài mời gọi chúng ta, động từ invite đi với giới từ A. Chúng thấy chúng ta có những cái giới từ sau. Ngài mời gọi chúng ta, thứ nhất là đi loan báo tin mừng, thứ hai đi rao giảng phúc âm, thứ hai để đi loan báo tin mừng, thứ ba là chiến đấu chống lại sự dữ, và thứ tư là đến giúp những người đang đau khổ. Le Christ nous envoie, Đức Kitô sai chúng ta đi. Il a besoin de nous, Ngài cần tới chúng ta. Il nous fait confiance, Ngài có niềm tin tưởng nơi chúng ta. Nous devons être ses mains et son cœur dans un monde qui a besoin d'amour et de tendresse. Chúng ta phải trở nên đôi bàn tay của người, và chúng ta phải trở nên quả tim của người trong một thế giới đang cần tình yêu. Và sau đây con xin đọc bản dịch của toàn bài chia sẻ này. Chủ nhật thứ 15 mùa thường niên, bài chia sẻ từ trang mạng Cursillos.ca. Ngay từ những ngày đầu của sứ vụ công khai, Chúa đã chọn những cộng sự viên của mình. Thiên Chúa tin tưởng nơi chúng ta, mời gọi chúng ta làm việc với người.
Trong Cựu Ước cũng như trong Tân Ước, những người được Thiên Chúa kêu gọi là những con người bình thường như anh chị em và như tôi. Ngôn sứ Amos là một người chủ trang trại, Matthew là một người kế toán nhận lương của người La Mã, Phaolô là một người dệt lều. Trước hết, Chúa Kitô mời gọi họ ở lại với người một thời gian để được đào tạo về những điều cơ bản. Trong các phúc âm, chúng ta thấy các tông đồ đi khắp nơi cùng với Chúa Giêsu. Các ông nhìn người hành động và nhận từ người sự giáo huấn quan trọng, đó là một lối sống mới Chúa Giêsu đang chuẩn bị cho họ đi vào trong sứ vụ. Đó là một khuôn mẫu mà những Kitô hữu chúng ta duy trì qua nhiều thế kỷ. Vào ngày của Chúa, chúng ta tụ họp quanh Chúa Giêsu để lắng nghe lời người và chia sẻ sự sống của người. Sau đó chúng ta tản mát ra về trong môi trường sống của mình. Cuối thánh lễ, chúng ta được sai về trong gia đình của mình, trong môi trường làm việc của mình. Anh chị em hãy ra đi trong bình an của Chúa Kitô. Anh chị em đã nhận được nhưng không thì hãy trao ban nhưng không. Khi đọc phúc âm, chúng ta nhận thấy rằng Chúa Giêsu không đưa ra những lời căn dặn về nội dung lý thuyết về sứ vụ. Người không nói với các môn đệ điều họ phải rao giảng, nhưng người nói với họ về việc họ phải là những con người như thế nào, ra đi với rất ít đồ dùng, tận dụng lòng hiếu khách của mọi người, cổ suý hòa bình và hòa giải, chữa lành người đau ốm. Đối với Chúa Giêsu, chứng tá bằng cuộc sống thì quan trọng hơn là chứng tá bằng lời nói. Người tin tưởng nơi các đồ đệ của mình, tin nơi con người, nơi chúng ta, trong khi chúng ta thì hay nghi ngờ người. Người vì tin tưởng chúng ta đến độ để cho chúng ta tự do hành động khi rao giảng phúc âm theo những cách chúng ta thấy tốt. Chúa Kitô nói với chúng ta rằng nhờ chúng ta thế giới có thể trở nên tốt hơn. Họ trừ quỷ, sức dầu bệnh nhân và chữa lành họ. Vậy quỷ trong thời đại chúng ta là gì? Làm thế nào để thế giới xung quanh ta trở nên tốt hơn? Ngôn từ Chúa sử dụng trong phúc âm là ngôn từ của thời bấy giờ, nhưng chúng ta có thể hiểu một cách dễ dàng là các môn đệ được sai đi để thực hiện điều Chúa đã làm. Nội dung của sứ vụ họ theo đuổi có thể được tóm lại trong ba câu sau đây. Trước hết, loan báo nước trời. Điều này đòi hỏi phải hoán cải, đòi hỏi một lối sống mới. Thứ hai, chiến đấu chống sử dữ và xua đuổi quỷ đang ngăn cản chúng ta sống tự do. Thứ ba, hành động phục vụ những người đau khổ thiếu thốn để mang đến cho họ một cuộc sống tốt hơn. Thứ nhất, hoán cải có nghĩa là thay đổi cách suy nghĩ ích kỷ của mình. Phải biết chấp nhận trách nhiệm và tìm cách làm cho thế giới tốt hơn bằng cách tránh đường thêm vào những điều ác và bằng cách giúp đỡ những ai đang thiếu thốn. Gần đây tôi đọc được một bài viết như sau. Ngày hôm nay trong mọi quốc gia người ta than phiền là không có đủ tiền để xây bệnh viện, lo cho sức khỏe, chăm sóc người già, giáo dục tuổi trẻ. Các bạn hãy tự tưởng tượng nếu các quốc gia hoán cải trở về, thay vì tiêu tốn những món tiền khổng lồ cho việc chạy đua vũ trang, cho những cuộc chiến tranh triền miên, cho cờ bạc, thể thao, rượu chè và ma túy. Nếu một phần của những món tiền trên được dùng vào việc giáo dục, nghiên cứu y khoa, xây dựng đê điều, làm những tòa nhà chống động đất, dẫn nước vào trong hoang mạc và làm khô đầm lầy, các bạn hãy tưởng tượng là nếu người ta sử dụng một phần tiền đó để giúp đỡ người nghèo, thì điều đó sẽ có thể thay đổi bộ mặt trái đất. Thứ hai, đuổi quỷ ngày hôm nay có nghĩa là giúp đỡ những người sống một mình không thể thoát ra khỏi sự cô đơn, sự sợ hãi, nỗi bất công và bệnh tật. Điều đó cũng có nghĩa là giải thoát chúng ta khỏi ma túy, rượu chè, khỏi chủ nghĩa duy vật đang giết chết cuộc sống gia đình, khỏi tình trạng nghiện cờ bạc. Điều đó có nghĩa là chiến đấu chống lại mọi hình thức nô lệ. Thứ ba, chữa lành bệnh nhân. Có nhiều cách để làm việc này, như là biết yêu thương, an ủi, giúp đỡ, tha thứ. Tôi nghĩ đến những nhân viên thiện nguyện trong các bệnh viện, những người đang đi thăm những bệnh nhân, mang bình thánh đến cho các nhà hưu trí hay phân phát những bữa ăn từ thiện. Chúa Giêsu sai các môn đệ đi từng hai người một vì sứ vụ là một cuộc phiêu lưu tập thể. Đức tin của chúng ta được trở nên phong phú nhờ đức tin của người khác, của gia đình, bạn bè, và đức tin của chúng ta góp phần vào việc xây dựng đức tin của người khác. Nguyên tắc đầu tiên của việc tông đồ đó là làm việc tập thể. Cuộc sống huynh đệ là biểu tượng của tình yêu. Người ta đã nói về những Kitô hữu đầu tiên như sau, nhìn xem họ yêu thương nhau là dường nào. Người mời gọi chúng ta rao giảng phúc âm, loan báo tin mừng, chiến đấu chống sự dữ và đến giúp những người đang đau khổ. Chúa Kitô sai chúng ta đi, người cần chúng ta, tin tưởng nơi chúng ta. Chúng ta phải là đôi bàn tay và quả tim của người trong một thế giới đang cần tình yêu này. Con xin cảm ơn và kính chào quý cha, quý sư, quý phè và quý anh chị.